Hiện tại thì mình đang ở Việt Nam và hôm nay nhà mình sẽ đi du lịch cả nhà. Thế nên mình sẽ quay lại cái vlog này. Lần này mình đi du lịch ý, thì sẽ chào đón một thành viên mới, đấy là cháu của mình. Đi chơi có cái gì thì mình sẽ show cho mọi người nhé. Bây giờ bọn mình sẽ lên đường ra sân bay. Bơi. Bơi. Hi. Ơi, mình xin vẻ phấn khởi. Chị ơi. Ui, ui, em cười nè, cười đi con. Ui giời ơi, với con nào. Xem tự xem mặt đâu con. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, ui giời ơi. Mấy năm nữa mẹ Hoa hết cái xe kia bán đi mua cái con xe điện. Xe điện là đi là rẻ. Yêu chưa? Tôi cần mẹ ăn cháo đó, lên trên máy bay uống sữa rồi ngủ. Mẹ vừa sáu ăn cái này. Úi giời, úi giời. Gửi sang ai đây? Một ngày ai đây? Nó đưa đón mình. Còn mình đã đến sân bay rồi, bây giờ đang check in. 30 giây sau lại không cần đến xếp hàng. Không được gì hết. Chào bác ạ. Hello bác. Bác Vinh hôm nay đi chơi có vui không? Vui. Bọn mình vừa mới check in xong rồi, bây giờ đang ra cửa máy bay. Lâu lắm rồi không bay ở trong nước nên là sân bay ở đây thật sự là không khác gì cả. Không khác gì ngày xưa hết. Đi bên này, đi bên này. Bắt rồi. 1, 6, 7. Đi Đà Nẵng sẽ thay đổi cửa ra máy bay. Quý khách sẽ ra máy bay tại cửa số 12. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Your attention please. We announce the change of boarding gate. Bố ơi, bố đang ăn gì đấy? Trời ơi, ăn bánh mì. Bánh mì à? Pate. Bánh mì pate à? Thôi bố ơi, sao giọng bố tự dưng nó thay đổi vậy? Mẹ ơi, mẹ ăn gì đấy? Nhãn. Mẹ ăn nhãn à? Ừ. Con ăn không? Bác Vinh, Bắc Nam ăn gì vậy ạ? Xôi. Ăn xôi à? Ngon thế? Ngon lắm. Bác cũng ăn xôi giò à? Baby, I think I'm finally starting to get you. She told me through her teeth and her perfume. I never wanna see you again. But in the morning, she's pulling off her clothes in the bathroom. I'm standing in the hall, I'll be gone soon. Who did I think I was? And it's breaking. Bây giờ sẽ di chuyển về khách sạn Nha Trang.
Khánh Hoa. Cam Ranh. Đến nơi rồi mọi người ạ. Bây giờ thì đang phải check in. Đây là cái lounge của họ, phòng chờ để check in. Uầy, mát cực mọi người. Còn đây là nhà mình. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây chờ. Ủi nắng ở đầu. Mua đồ ăn đi ra chợ ở đây cách bao xa? Dạ có một cái chợ lớn nhất ở Tuyên Quang đây thì khoảng tầm 6 cây rồi. Cái nào đó là cái khóa phòng đó anh chị ơi, mình bật nó vào cửa này. Đấy chứ không phải tay tay không à? Đó, đây vừa sách đây. Wow. Anh gửi. Anh xin. Ở trong phòng này thì nó có một cái công tắc đèn tổng. Đây, hướng dẫn cho chị. Wow. Infinity pool. Infinity pool. Trả tiền hai. Wow. Anh nào có trả tiền? Đẹp rồi. Đó, ở đây có cái hồ bơi sướng nhỉ? Wow. Cho hai vợ chồng đứa con ở phòng to. Đây, wow. Đây, đây là một phòng. Cho ngủ. Ôi, vị trí đã sắp ở cùng xong rồi. Anh ở phòng này. Đây là một phòng ngủ nha mọi người. Chỗ tắm này. Và ô vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh nhỏ. Ta-da. Đấy. Đây cũng có cả sinh lớn. Đó. Ôi mình ngủ phòng này. Là một phòng. Với cả Quỳnh ở phòng này được dọn giường ngắn thì ra. Và giường đi dọn vào. Ờ đúng rồi. Đúng không? Đây lại là thực ra đây này là ở 9 người đấy, nhưng mà vậy thì 2 người nữa thì hơi dọn. Mà 7 người ở đây là hơi thì happy. Dạ. Thế nhà con ở phòng này.
nào. Chào con. Tắm cho. Ba tắm cho con nhá. 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 Ôi không 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 không. Để mà Nam tắm cho. Ba tắm cho mình nhá. Dậy dậy dậy. Nào. Chiều chiều lại cho con đi bơi tiếp nhá. Chiều ra biển này, chiều ra biển nghịch cát này. Ui giời ơi, nó kéo tay này. Đưa bà bé ra. Thôi. Ra đây. Để cho cháu ra đây, đúng không? Nhìn nó này. Nó chỉ có xuống lao xuống bể. Thôi đi vào. Ra đây. Đi thôi. Giờ thì mình sẽ lên bờ và chuẩn bị đi ăn tối thôi. Bye bye. Mời. Không đi ra ngoài đấy. Mời. Đi thôi cả nhà. Ở đây nó có cái Infinity Pool to này. Thế nào? Đây. Đây không, mấy cái này nó là căn hộ này, đúng không em? Dạ. Lông này là căn hộ đúng không? Có người quen gọi là khách sạn mà có người kêu căn hộ sao cũng được. Ờ thì dạ. Của mẹ là G. Bơi. Của mẹ là tầng 2. Quay lại đi nào. Đi được rồi đấy. Đi. Đâu, bắt đầu thả tay ra đi. Xin chào, bơi xin chào. Úi giời ơi. You always let me know. You never let it show my xong bây giờ chuẩn bị về. Trời ơi nó cực luôn á. Camera của mình hết pin rồi nên bây giờ mình sẽ chuyển sang quay bằng điện thoại nên chất lượng nó hơi chán một chút. Thế nhưng là bây giờ bọn mình đang đi xem là ở quanh đây có những cái dịch vụ gì. Và nếu mình nhớ không nhầm ý, thì người ta mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối thôi. Và bây giờ cũng gần 8 giờ rưỡi rồi nên là chắc là cũng không làm được gì. Phải đợi đến ngày mai. Nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem xung quanh một chút nhé. Đây là cái sảnh. Và họ có ở xa xa kia, họ có một cái mall. Mà cả nhà mình đang đến cái mall đấy để mua snack và đồ ăn vặt ý. Còn mình thì đang đợi mẹ mình
đi vệ sinh. Chị à con. Chị kìa. Chú à. Chú à này, ngồi lên đây nào. Đấy. Good morning. Bây giờ là 6 giờ sáng ở Nha Trang và bây giờ bọn mình sẽ đi ra biển để tắm nắng và tắm biển. Buổi sáng thì bao giờ nó cũng sẽ nhiều vitamin D nên là tắm nắng được và tắm biển nó cũng sẽ mát hơn. Còn buổi trưa chiều thì trời rất là nóng. Đấy. Hôm nay thì mình mặc một cái áo choàng thôi để ra bên ngoài. Mình vẫn đang hơi ngái ngủ vì vừa mới dậy. Nhưng mà mình sẽ quá quận cho mọi người. Ok. Bây giờ mình đang ở dưới nước nhưng mà phải sửa chụp ảnh cho gia đình. Đây là đem máy theo nhưng mà thôi, chụp ảnh xong rồi giờ phải đem máy lên. Không thể nào mà để máy ướt nước được. Hello mọi người, mình vừa mới tắm biển xong. Bây giờ thì bọn mình sẽ quay trở về phòng, chuẩn bị đi chợ. À, chuẩn bị đi ăn sáng. Các bạn ạ, tình hình là chúng mình đang bị lạc đường. Khu này nó rộng quá ấy. Xong rồi không biết là đi hướng nào. Đi ăn đi, mỗi người ăn một miếng xanh lắm đấy. Thôi đi con, một dạ. Đi bơi. Thôi mấy con không bơi đâu. Không, phải bơi đi. Bơi thì cho nó ấy cái lưng cho nó tốt. Cái vai. Bơi trong này thôi, không ra biển đâu. Hello, lại là buổi chiều và bây giờ bọn mình lại ra biển tắm tiếp. Nhưng mà sáng mình đã tắm rồi nên là hôm nay mình chỉ ra nghịch nước, nghịch cát thôi. Ok, let's go. Ủa thì mẹ Hoa nhìn giống mấy nhân viên thì y tế. Nói tiếng Anh giỏi. Nhân viên y tế. Ông ấy nghe thấy Hà nói ông mất điện luôn. Cái gì chả liên quan. Ông ấy bảo là tiếng Anh học ở đâu. Học ở đâu đấy? Học ở Mỹ. Hello, lại là mình đây. Câu chuyện của mình lại tiếp tục. My secret sauce, boot in and out. Miss how you gloss that pretty mouth.
same. The time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. Close that. Love it when you toss it back. Love it when you talk back. Girl, you get me off track. So off white track soon, just so I can floss, yeah. With my new bitty, she ain't let my ass off yet. Could've been you, still feeling on my ditty. But you lost that. You had real privileges for this. All snap, now you getting time out. Cause you hit it where my heart's at. Got me going deeper than Amari when that ball snap. Heard you sold your soul on Macari, got you call lacking. Now I'm next though, at the party while you jaw jacking. You know it's Rashad, and the rarest in the raw fashion. Still trying to figure how this all happened, huh? You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. You know this ain't time for the two of us. Ooh, I ain't got space thinking about you. Chén. Và đây là bãi chiến trường thứ hai của bọn mình. Người di dân lên trên này. Đấy. Mình vẫn đang chén. 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. Hello mọi người, mình đang ở trong phòng sauna. Cái phòng này nó khá là nhỏ và nó miễn phí. Còn cái phòng xông hơi ở bên spa ấy, thì nó mất tiền. Đây là phòng xông hơi ở bên gym. Hello mọi người thấy không? Mình đang ở trong phòng xông hơi nước nhá. Mùa lắm. Nó mới đá này. Phòng này nó mới đá mọi người ạ. Phòng vừa rồi nó không nóng lắm. Thành ra là dã man vì sao phải ra mồ hôi mà đi đá này. Chào buổi sáng mọi người, cuối cùng hôm nay sáng nay mình cũng đã được nhảy dù mọi người ạ. Cái đai, một cái đai để nó móc lên trên cái dù. Đấy, một lát nữa thì sau khi cái người đợi người đằng trước mình nhảy dù xong thì mình sẽ được nhảy. Check out ra khỏi khách sạn và chuẩn bị ra sân bay để đi về Hà Nội. Đấy, vậy là 4 ngày 3 đêm ở Nha Trang đã kết thúc. Mình rất hạnh phúc bởi vì sáng nay mình đã parasailing xong rồi và mình đã làm được tất cả những thứ mà mình muốn làm khi mình ở đây, nên là mình rất là vui vẻ. Rất cảm ơn các bạn đã xem cái vlog này và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye. Ha ha ha!